Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là hồ nước sạch Thuận Lợi thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cái hồ này thì nó có là hai bên, bên này và cái góc bên kia nữa. Góc bên kia chút nữa tôi quay ra cho anh chị xem. Thì nó nằm trên trục đường liên xã. Đó, cái đường nhựa liên xã ngoài đó đó. Đường nhựa liên xã ngoài đó nhá. Thì tôi quay cho anh chị xem. Cái hồ nước sạch này nó có diện tích khoảng 300-400 hecta gì đó, khoảng đó anh chị ha. Tôi chưa lấy được cái thông tin diện tích cụ thể, chứ ước tính là khoảng 3-400 hecta, 3-400 hecta. Thì ngày xưa nó là một con suối, ngày xưa nó là một con suối nó chảy như này này, chảy như này thì sau này nhà nước mới ngăn cái dòng chảy lại, ngăn dòng chảy lại để cho nước dâng lên, thì để làm dùng cái nguồn nước này để tưới tắm cho cây trồng, rồi dùng cái nguồn nước này để phục vụ cho thành phố Đồng Xoài, dùng cái nguồn nước sạch này dùng để phục vụ cho người dân của thành phố anh chị ha. Đó thì quanh cái hồ này thì dân người ta trồng đa số là điều với cao su, điều với cao su anh chị ha. Như tôi vừa chia sẻ thì cái hồ này nó có hai bên, bên này và đi thẳng sang bên kia. Đó, và sang bên kia nó có một cái mặt bên đấy nữa. Đó, mặt bên này thì nó cũng giáp với cái đường liên xã này. Đường liên xã này, anh chị ha. Thì mặt bên kia cũng vậy, nó cũng giáp với đường liên xã. Thì cái hồ này á, nó có một cái dòng chảy đi xuống bên dưới. Khi mà nước nó dâng lên cao thì nó sẽ thoát nước qua cây đường này, thoát nước qua cái đường này anh chị ha. Cứ đi thẳng cái con đường có cái cô đang chạy xe máy đó, đi thẳng ra hướng này là mình ra DT41 này. Còn đi ngược lại thì mình lại về được quốc lộ 14, chị ha. Cái hồ này thì khá là rộng và cái view cũng khá là đẹp anh chị nhá. Thì tới đây công ty của chúng tôi triển khai đi tìm kiếm những sản phẩm quanh những cái mặt hồ như hồ Thuận Lợi, hồ Đồng Tiến, thuộc xã Thuận Lợi, thuộc xã Thuận Phú, rồi xã Đồng Tiến. Thì anh chị nào có nhu cầu mua những cái miếng đất mà view hồ, view mặt hồ như này này, những miếng đất cao su, đất điều, view mặt hồ như này để mua sử dụng thì liên hệ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn tìm kiếm cho những anh chị có nhu cầu mua những cái sản phẩm view mặt hồ như này anh chị ha. Thì bây giờ tôi sẽ cùng anh chị chạy ra ngoài đường nhựa chạy sang mặt bên kia anh chị nhá. Rồi mời anh chị. Khá là đẹp. Tôi vừa ấy đứng ở trong cái vườn điều của cái anh chị này. Anh chị này anh trồng toàn bộ là điều sát cái mép hồ này luôn. Giờ mình lên đường nhựa anh chị ha. Đó, cứ đi thẳng đường này ra thì mình ra được cái như tôi vừa chia sẻ thì cái hồ Thuận Lợi này này, nó có hai mặt, mặt đây là một mặt này, rồi qua cái cột điện kia là một mặt nữa, anh chị ha, đó. Chờ tôi chút nha, cái hồ này rất là lớn, tôi nói qua 400 hecta có thể là hơn nữa, đó. Khi mà nước nó dâng lên cao thì nó sẽ thoát qua cái đường này, thoát xuống dưới. Đây. Hiện tại thì có rất là nhiều người dân người ta tự phát người ta câu cá theo cái ven hồ này. Đó, theo cái ven hồ này. Ở đây thì chưa có cái khu du lịch hoặc chưa có cái khu sinh thái nào để phục vụ cho người dân đến đây câu cá giải trí cả, nên là người ta tự phát. Đó, anh chị ha, mưa nước mà dâng lên thì nó sẽ thoát qua cái cửa này.
qua cái cửa này đó. Anh kia anh có câu cá kìa đó, anh kia anh có câu được con cá kìa chị đó. Đây sẽ thoát cái cửa này đó. Rồi bây giờ mình sang bên kia. Đây rất là đẹp anh chị ha. Đó, anh này anh mới câu được con cá này. Đó. Đó, anh chị thấy không? Đó. Cái đây tôi đứng đây tôi chia sẻ một chút nữa. Cái mặt bên kia á, cái khu vườn cao su này này. Cái khu vườn cao su đó nó là như một cái bán đảo vậy anh chị ha. Thì cái hồ nó chạy một vòng như này. Chạy một vòng như này. Đó, cái đó nó như cái bán đảo vậy đó. Đó, nó chỉ dính có cái khúc này thôi. Khúc cột điện này thôi. Đi sâu vào bên trong. Đó, chỗ đó nó như một cái bán đảo vậy. Anh chị ơi. Đó, rất là đẹp. Mặt ngoài kia là cũng đẹp lắm. Còn dưới này thì người dân người ta vẫn sinh sống bình thường. Anh chị nhá. Đó. Có nhu cầu mua đất nằm trên cái ven hồ này là rất hợp lý, vì đất ven hồ nó vừa có nguồn nước cho mình phục vụ cho mình tưới tắm cây trồng vật nuôi, cũng như là mang một cái không khí rất là mát anh chị ha. Cuối tuần mà mình về cái khu vườn của mình mà lại có một cái hồ nước rộng lớn như vậy, đúng không ạ? Mình cho thuyền ra mình bơi rồi mình chơi, gió nó lùa vào cái trang trại của mình thì nó rất là mát anh chị ha. Đó. Đây tôi xin phép tôi đứng đây này. Đó. Đó, anh chị thấy không ạ? Tôi phóng lớn lên nhá, nó còn lên xa nữa. Tôi nói là 400 hertz là còn ít. Cái con số này không chính xác đâu anh chị ha, tại vì tôi chưa tìm được cái tư liệu viết về cái hồ Thuận Lợi này. Đó. Tôi không biết là cái diện tích thực của nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo con mắt của tôi quan sát là nó rất là rộng lớn anh chị ha, cực kỳ rộng lớn. Đó anh chị không? Tôi phóng lớn lên sang tút bên đó đó anh chị nhá. Đó, anh chị theo không ạ? Đó anh chị nha. Đó, rất là lớn luôn. Đó anh chị nhá. Bây giờ mình sang đầu bên kia. Ở dưới này thì người dân người ta vẫn trồng các loại cây. Cô này cô đang xịt bắp này, cao su điều nhé. Ở kia có một hộ người ta có một cái thuyền này, cái ghe nhỏ kìa, thấy không? Nhà người ta ở đó luôn. Thì dài sang bên kia còn rất nhiều hộ nữa. Anh chị nhìn thấy cái đám cỏ kia không ạ? Rất là đẹp nha. Tôi đang tìm đường để sang góc bên đó thì tôi quay cho anh chị xem. Anh chị thấy không? Đám cỏ rất là xanh mướt ở bên đó luôn. Đó, anh chị nha. Giáp với bờ sông này luôn. Đó, rồi bên kia nữa. Đó, anh chị thấy không ạ? Đó, chị ha. Bên kia xa xa này có những hộ. Đó, những cái hộ đó. Cái khu bên đó là vừa tôi đứng tôi quay video cho anh chị đó. Lúc đầu video đó. Đó. Thì bên đó là những cái hộ đó là người ta cũng giáp với hồ này. Bây giờ tôi cùng anh chị đi tham quan cái mặt bên kia. Mặt bên kia nha anh chị ha. Như tôi có chia sẻ là hồ này nó có hai mặt. Một mặt bên này và một mặt bên kia. Bây giờ tôi cùng anh chị sang bên đó nhá. Đó, cái cột điện với tôi chỉ anh chị ha. Với tôi đứng là đứng mặt bên kia. Cái lúc đầu video là tôi đứng mặt bên đó đó. Anh chị nha. Đó, cái cột điện này nó nằm bên này này. Đó, ở đây là hồ thủy lợi này. Hồ thủy lợi cung cấp nước sạch của... thành phố Đồng Xoài cung cấp nước sạch cho
thành phố Đồng Xoài của mình đấy anh chị ha. Như lúc đầu tôi video tôi chia sẻ là cái hồ nước này người ta chặn cái dòng chảy của con suối ngày xưa lại để cho nước nó dâng lên để cung cấp nước sạch cho người dân của thành phố cũng như là cây trồng, tưới tắm cho cây trồng anh chị ha. Còn cái mặt bên này là mặt thứ hai, mặt đầu tiên thì tôi đứng ở bên kia tôi quay rồi, đây là mặt thứ hai này đấy. Thì cái hồ này á, nó chạy như này, nó chạy một vòng như này, nó chạy sang bên kia, thì chỗ này nó như là cái bán đảo vậy đó, nó chạy sâu bên trong anh chị ha. Bây giờ tôi chạy xe chạy sang bên đầu bên kia cho anh chị xem ha. Đấy, ở đây người dân người ta câu cá ở đây, ở dưới này thì dân ở dưới này thì người ta sinh sống ở dưới này. Cái này nó như con đê vậy đấy chị. Đó. Rồi, tôi xin phép tôi đứng ở đấy nha. Đó. Cái khúc đó đó, cái khúc bên đó. Đây, cái phóng lớn ra này. Anh chị chạy nếu mà có thuyền á, mình chạy ra cái khúc đó rồi mình quẹo sang lại sang được cái lúc đầu video tôi quay bên kia. Anh chị ha. Đó. Chỗ đó mình nhà nào mua cái miếng đất đó đó để trồng trái cây thì tuyệt vời luôn. Vì mặt bên kia cũng là hồ nước, mặt bên này cũng là hồ nước. Đó, cái nguồn nước rất là dồi dào luôn anh chị ha. Đây, tôi phóng lớn lên một chút này. Đó, bên đó đã có mấy hộ trồng trái cây đó anh chị. Đó, mấy hộ trồng trái cây chị theo ạ. Đó, trồng trái cây, trồng măng gì đó. Để tôi tìm cái... Để video sau đi. Video sau tôi sẽ tìm một con đường để sang bên đó. Bên đó sẽ có một con đường bê tông hoặc một đường nhựa, nó nằm ở bên đó anh chị ha. Đó. Rồi, cứ đi thẳng đường này, mình ra được DT41 này. À, chị thấy không? Rất là đẹp nhá. À, nhìn cái mặt bên này ấy, thì nó không rộng bằng mặt bên kia, mà bên kia rộng hơn chị ha. À, cái nhà kia là nhà điều phối của cái hồ này. Hồ này người ta cũng giao cho một công ty quản lý. À, ngoài này dân cư đông hơn này. À, dân cư đông hơn này chị ha. À. Dưới này dân người ta sinh sống, ở dưới đây có một con đường liên xã nữa. Đó. Đó, chị thấy không ạ? Đó. Rồi, tôi xin phép tôi đứng đây thôi. Đó. Chị thấy không, người dân người ta câu cá kìa. Đó, người ta câu cá đó anh chị ha. À, thấy chưa? Đó, toàn bộ khu vực này là thuộc hồ nước sạch thuận lợi, hồ nước sạch thuận lợi anh chị ha. Thì như vừa tôi có chia sẻ thì cái hồ nước sạch này nó diện tích nó khá lớn. Cái diện tích của nó thì tôi chưa có cái tài liệu nào, cái tư liệu nào mà nó viết về cái diện tích cụ thể của cái hồ này. Tôi để tôi tìm hiểu một cái nguồn thông tin khác rồi tôi sẽ làm một cái video tôi chia sẻ chi tiết hơn cho anh chị ha. Còn anh chị nào có nhu cầu mua những cái miếng đất đó, đó. Miếng đất mà ven cái hồ này á để phục vụ cho mình làm một cái trang trại nhỏ hoặc để ở, hoặc để trồng trái cây, hoặc để làm cái nơi mà nghỉ dưỡng cuối tuần, thì liên hệ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn tìm kiếm những cái sản phẩm nằm trên ven những cái mặt hồ như này để cho quý anh chị mua để mình phục vụ, mình sản xuất, mình trồng cây anh chị ha. Thì anh chị cứ tưởng tượng là mình mua được một mảnh vườn khoảng 5 sào đến 1 hectare thôi. Tôi nói diện tích nhỏ đâu, không lớn đâu. Không nói diện tích lớn, 5 sào đến 1 hectare thôi. Mà cái mặt hồ này khoảng chừng 50 đến 100 mét thôi là nó cũng đảm bảo cho mình được một cái mảnh vườn rất là đẹp rồi anh chị ha. Có nước tưới tắm cho cây trồng vật nuôi của mình, rồi cuối tuần mình lên mình chơi á thì anh chị mua một cái thuyền mình bơi ra ngoài hồ này, mình gọi là cuối tuần là mình lên mình chơi, mình giải trí anh chị ha. Đó.
Đó, thì tùy vào mục đích sử dụng của từng người. Thì hiện tại nó là cái hồ như này thì tôi gợi ý như vậy. Mua để trồng cây này, mua để ở này, mua để nhằm mục đích là giải trí cuối tuần này. À, phục vụ giải trí, làm khu sinh thái vân vân. Thì anh chị nào quan tâm đến những cái miếng đất ở xã Thuận Lợi nói chung, xã Thuận Lợi, xã Thuận Phú nói chung, thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị nhé. Và đặc biệt ở đây là hồ Thuận Lợi và bên kia là hồ Suối Nam, suối Lam và Đồng Tiến, có một cái hồ nữa là hồ Đồng Tiến anh chị ha. Thì anh chị nào quan tâm đất trên những cái mặt hồ thuộc Đồng Tiến, Thuận Phú, Thuận Lợi thuộc huyện Đồng Phú thì liên hệ cho mình anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.